Trong suốt chiều dài lịch sử, hai kênh đầu tư được nhiều người tin tưởng nhất là bất động sản và vàng. Hầu hết giới tinh hoa và giàu có đều có cho mình những bất động sản. Và không chỉ giới tinh hoa, đối với tất cả mọi người, việc sở hữu bất động sản như là một giấc mơ không thể thiếu. Ngày nay, giá bất động sản đã lên cao chót vót, khiến việc sở hữu bất động sản có vẻ gần như bất khả thi. Tuy vậy, trong chục năm trở lại đây, thị trường tài chính đã phát triển mạnh mẽ và là một sự lựa chọn để làm giàu. Ta bắt đầu thấy có những triệu phú và tỷ phú phát lên nhờ thị trường chứng khoán, hoặc một cái tên chắc không còn xa lạ là Warren Buffett, một minh chứng sống cho thấy với những khoản đầu tư thông minh và dài hạn vào thị trường chứng khoán, ông đã kiếm được rất nhiều tiền và nhân tài sản của ông lên hàng tỷ đô la. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa bất động sản và chứng khoán, đâu mới là khoản đầu tư tốt nhất và liệu bất động sản có còn là một kênh đầu tư tốt như xưa hay đã đến lúc thị trường chứng khoán là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả mọi người. Đây là một chủ đề luôn được rất nhiều những tranh cãi. Những người ủng hộ bất động sản thì cho rằng bất động sản sẽ luôn là một kênh đầu tư tốt nhất, nhưng những nhà đầu tư chứng khoán thì lại muốn chứng minh điều ngược lại. Ở một góc nhìn khác thì thật ra sẽ không có ai đúng ai sai, mà có chăng là sự phù hợp, bởi lẽ hai loại hình đầu tư này có rất nhiều ưu nhược điểm khác nhau. Với bất động sản thì luôn đắt đỏ và bạn cần một nguồn vốn rất lớn mới có thể mua được. Bạn phải làm việc chăm chỉ và vất vả, tiết kiệm cả đời thì may ra mới có thể cho mình một bất động sản. Nhưng điều này có lẽ chỉ đúng với thế hệ của cha mẹ bạn khi mà nền kinh tế còn chưa phát triển và vạch xuất phát của mọi người hầu hết là nghèo khó như nhau. Còn bây giờ, khi mà cấu trúc kinh tế xã hội đã dần vào ổn định, người giàu thì nắm hầu hết các bất động sản. Việc cạnh tranh để có một công việc thì không còn dễ dàng, thì việc sở hữu cho bản thân một bất động sản ở những thành phố lớn là cực kỳ khó. Ở phía ngược lại, với thị trường chứng khoán, bạn chỉ cần vài ba triệu là đã có thể tập tành đầu tư và mua một lô 100 cổ phiếu. Hoặc nếu bạn có vài chục triệu đồng thì cũng có thể mua những cổ phiếu đắt giá hơn như FPT chẳng hạn. Vậy là bạn đã có thể trở thành một cổ đông của một trong những công ty lớn nhất Việt Nam. Nghe cũng hoành tráng đúng không nào? Chi phí giao dịch bất động sản cũng khá là cao. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là chi phí giao dịch trên thị trường chứng khoán là thấp, vì đầu tư chứng khoán cũng rất rủi ro và mạo hiểm. Sẽ cực kỳ khó để một người không chuyên về khối ngành kinh tế phân tích các báo cáo tài chính của các công ty và lựa chọn những cổ phiếu tốt. Hãy điểm lại những năm huy hoàng của thị trường chứng khoán thời Covid, ngay sau đó là cú sụp đổ của thị trường và nhà đầu tư phải hứng chịu cú sụt giảm tài khoản từ 30 đến 40%. Đó là chưa kể, giá cổ phiếu thì biến động theo ngày, chịu ảnh hưởng từ tin tức, công ty thì có khả năng phá sản và điều này dễ khiến các nhà đầu tư mất kiểm soát tâm lý và cảm xúc, dẫn đến sự thua lỗ, thậm chí phá sản. Điều này thậm chí xảy ra với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bất động sản thì không như vậy. Chừng nào mà con người còn sinh ra, nhu cầu nhà ở vẫn còn thì bất động sản của bạn còn giá trị. Đầu tư bất động sản không cần bảng điện và kể cả bạn có đang sở hữu bất động sản cũng không có bài báo nào cập nhật giá hàng ngày cho bạn biết là bất động sản đang tăng trần hay giảm sàn bao nhiêu phần trăm để gây ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Dù cho nền kinh tế có trong thời kỳ khủng hoảng, chỉ cần bạn chưa cần bán gấp để lấy tiền trả nợ thì cũng rất nhanh thôi, thì rồi bất động sản của bạn sẽ phục hồi trở lại vì nó đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của con người là sự an toàn. Bạn có thể yên tâm ngủ trong nhà mà không cần lo lắng sáng mai thức dậy, căn nhà của bạn sẽ mất đi một nửa giá trị, điều mà các nhà đầu tư chứng khoán lại hay gặp hơn. Còn một lợi ích khác nữa mà bất động sản mang lại, đó là tạo ra nguồn thu nhập thụ động hàng tháng. Còn ở phía nhà đầu tư chứng khoán, họ chỉ có thể trông chờ vào cổ tức, nhưng đôi khi lại thấy rất tức cổ vì bạn còn phải chịu rủi ro cổ phiếu sụt giảm về giá, trong khi bất động sản thì vẫn ở đó, dù giá thuê nhà có cao hay thấp, bạn vẫn có tiền cho thuê đều đặn hàng tháng. Nói như vậy cũng không có nghĩa là các nhà đầu tư chứng khoán sẽ bị lép vế, vì đầu tư chứng khoán lại giúp gia tăng tài sản nhanh hơn bất động sản. Bạn có thể không tin, nhưng trong 10 năm bạn đầu tư chứng khoán, chỉ cần bạn đầu tư đúng sóng thị trường thì chỉ cần 2 đến 3 năm trong số đó, bạn đã có thể kiếm bằng người khác kiếm trong 30 đến 40 năm. Dù đầu tư bất động sản có lợi thế tạo thu nhập thụ động cho bạn hàng tháng, nhưng chắc chắn là mọi thứ cũng không hề dễ dàng và màu hồng. Không giống như việc lựa chọn cổ phiếu, bạn chỉ cần làm vài nghiên cứu và phân tích là đã có thể nhanh chóng tìm được cho mình một mã cổ phiếu ưng ý. Với bất động sản thì mọi thứ sẽ còn vất vả hơn như vậy. Bạn có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời chỉ để có thể tìm ra được phần bất động sản ưng ý và hợp lý về mặt giấy tờ pháp lý. Sau đó, bạn sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác như là tìm người cho thuê hoặc là sửa chữa những phần hư hỏng qua thời gian. Và những thứ đó chắc chắn sẽ làm bạn tốn thêm một khoản kha khá về chi phí. Đó là còn chưa kể, nếu bạn di chuyển nơi sinh sống hay thậm chí sang một quốc gia khác, việc quản lý bất động sản sẽ còn phức tạp hơn vì vốn dĩ luôn cần bạn có mặt ở đó để trao đổi trực tiếp. Ở phía ngược lại, các nhà đầu tư chứng khoán lại có vẻ không cần đau đầu với các vấn đề như các nhà đầu tư bất động sản, vì chỉ cần một chiếc laptop hay một chiếc điện thoại, bạn có thể đầu tư ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào bạn muốn. Còn một điều thú vị ở thị trường chứng khoán là bạn không chỉ tiếp cận với các kiến thức về đầu tư mà bạn còn có thể học rất nhiều về kinh doanh, mà các kiến thức này trong trường học thậm chí không dạy bạn,
Bởi vì khi bạn nghiên cứu bất cứ công ty nào, bạn đều phải phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, tìm hiểu về mô hình kinh doanh, cách thức hoạt động của công ty. Và để làm được điều này, bạn thậm chí còn phải hiểu xa hơn về vĩ mô, cách nền kinh tế vận hành, vai trò của ngân hàng, chính phủ trong nền kinh tế. Sau này, khi bạn muốn khởi nghiệp, những kiến thức đó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp của bạn. Và tất nhiên, đầu tư chứng khoán không phải là điều gì dễ dàng. Nó không chỉ đơn giản là mua và bán, nó còn đòi hỏi ở bạn nhiều kiến thức, sự kỷ luật, quản trị cảm xúc và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, thị trường chứng khoán sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội mà bạn có khi còn không ngờ đến. Và nếu bạn quan tâm, cũng đừng bỏ qua cuốn sách Basic Economics, Kinh tế học cơ bản, Kinh tế học A bờ cờ do HVLA xuất bản nhé, để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về kinh tế cơ bản, phục vụ cho quá trình đầu tư của bạn. Vậy thì chúng ta nên đầu tư bất động sản hay chứng khoán? Câu trả lời là nó phụ thuộc vào bạn, tùy vào vị thế của bạn, mong muốn của bạn và khả năng chịu rủi ro của bạn như thế nào. Từ bạn sẽ có được câu trả lời cho bản thân. Hy vọng video cung cấp thêm cho bạn những góc nhìn bổ ích về hai kênh đầu tư. Bạn sẽ chọn kênh đầu tư nào? Đừng quên hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên hãy like, share video này cho nhiều người biết hơn nữa. Và subscribe kênh channel của Happy Life Station để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân, kinh doanh và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.